Schön, dass ihr euch mein Video anschaut. Sehr vui khi các bạn lại dành thời gian để theo dõi bài học tiếng Đức này. Các bạn thân mến, cho tới bây giờ thì chúng ta đã học được khá là nhiều những mẫu câu để có thể giới thiệu về bản thân mình. Và ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục học một cái mẫu câu rất là phổ biến nữa. Đó là hỏi và giới thiệu về việc là mình nói được những ngôn ngữ nào. Welche Sprachen sprichst du? Welche Sprachen sprichst du? Welche Sprachen sprichst du? Với ngôn gì thì chúng ta sẽ nói. Welche Sprachen sprechen Sie? Welche Sprachen sprechen Sie? Welche Sprachen sprechen Sie? Ở đây thì chúng ta có khá là nhiều âm si ha. Thì khi mà các bạn phát âm thì có lẽ các bạn thấy lúc đầu có thể là thấy khó khăn là chúng ta có âm si ha ở từ là welche, là cái nào, là từ để hỏi là welche nhá. Quả âm phát âm chữ này thì như là các bạn phát âm chữ si ha, âm si ha ở trong chữ ich nhá. Welche Sprachen. Sprachen là số nhiều của die Sprache. Thì âm CH ở đây chúng ta phát âm thành H và là Sprachen. Còn với động từ Sprechen thì âm CH ở đây chúng ta phát âm như là âm CH ở trong từ Ich, đó là Sprechen nhá, chứ không phải là Sprechen. Ok? Sprechen. Gut. Để trả lời thì chúng ta có thể nói là ich spreche, và thứ tiếng mà chúng ta có thể sử dụng. Ví dụ như mình, ich spreche Vietnamesisch, Deutsch, Englisch und ein bisschen Chinesisch. Có một vài những cái ngôn ngữ nó khá là thông dụng thì mình sẽ liệt kê đây cho các bạn để các bạn dễ thuận tiện hơn trong việc sử dụng. Ví dụ đó là Vietnamesisch, Vietnamesisch, Deutsch, Deutsch, Englisch, Englisch, Chinesisch, Chinesisch, Koreanisch, Koreanisch, Japanisch, Japanisch, Französisch, Französisch, Russisch, Russisch, Spanisch, Spanisch, Italienisch, Italienisch. Ở đây thì chúng ta hãy cùng với nhau xem xét kỹ hơn động từ sprechen. Sprechen có nghĩa là nói. Ví dụ, ich spreche Englisch. Tôi nói tiếng Anh. Còn nếu như mình muốn nói là anh ấy nói tiếng Pháp chẳng hạn, thì chúng ta sẽ phải nói là er spricht Französisch. Các bạn có thể nhận thấy là khi mà ở ngôi ich, ngôi thứ nhất số ít, thì chúng ta chia thành spreche nhá, hoàn toàn theo nguyên tắc đó là thêm đuôi e vào sau verb stamm. Nhưng mà sang đến ngôi thứ ba số ít thì chúng ta lại có động từ là spricht. Ồ, từ e mà lại chuyển thành i rồi. Trong tiếng Đức thì có một vài động từ bất nguyên tắc unregelmäßige Verben. Thì khi mà những cái động từ này chia ở ngôi thứ 2 số ít và ngôi thứ 3 số ít thì nó sẽ bị biến đổi nguyên âm, tức là Fokalwechsel. Chỉ có một vài những cái động từ bất nguyên tắc như vậy thôi, và mình sẽ liệt kê cho các bạn đây để các bạn thuận tiện hơn trong việc học. Ok? Super!
Các bạn lưu ý rằng chỉ ở ngôi thứ hai số ít hudu và ngôi thứ ba số ít ezs thì nguyên âm của động từ mới bị biến đổi thôi, còn ở tất cả những ngôi còn lại thì chúng ta chia theo cách bình thường. Có tất cả những cái dạng biến đổi nguyên âm sau đây. Dạng thứ nhất là biến đổi từ e thành i. Chúng ta có những cái động từ như sau. Ví dụ mình có động từ heffen thì ở ngôi thứ hai số ít, ngôi đủ, thì nguyên âm e ở động từ heffen sẽ bị biến thành nguyên âm i. Chúng ta có du hilfst. Also, các bạn chỉ cần biến đổi âm e thành âm i và thêm đuôi st như bình thường. Và ngôi thứ ba số ít, ergs, thì chúng ta sẽ có là ergs hilft, biến âm e thành âm i và thêm đuôi t. Và dạng biến đổi thứ hai đó là biến đổi từ nguyên âm e thành ie. Ví dụ mình có động từ sehen thì với ngôi du chúng ta sẽ có là du siehst, ergs sieht. Các bạn có thể nhận thấy là nguyên âm e của động từ nguyên thể sehen sẽ bị biến đổi thành ie ở ngôi du và ergs. Dạng biến đổi thứ ba đó là biến đổi từ nguyên âm a thành a umlaut. Ví dụ mình có động từ fahren, du fährst, ergs fährt. Also nguyên âm a của động từ fahren sẽ bị biến đổi thành a umlaut ở ngôi thứ hai và ngôi thứ ba số ít. Và dạng thứ tư đó là biến đổi từ au thành aumlaut u hay là au thành oi. Ở đây thì chúng ta chỉ có hai trường hợp thôi. Mình lấy một ví dụ đó là laufen, du läufst, ergs läuft và saufen, du säufst, ergs säuft. Das ist alles. Có hai trường hợp ngoại lệ mà mình muốn đề cập tới ở đây. Đó là với động từ werden và động từ wissen. Werden có nghĩa là khi mà nó là một cái động từ nguyên thể thì nó có nghĩa là trở thành. Ví dụ, ich werde Lehrerin. Tôi sẽ trở thành giáo viên. Cách chia động từ werden nó cũng có một vài những cái đặc biệt. Đó là ich werde, du wirst, ergs wird, wir werden, ihr werdet, sie werden. Còn động từ wissen có nghĩa là biết thì chúng ta sẽ
chia như sau. Ich weiß. Du weißt. Er, sie, es weiß. Wir wissen. Ihr wisst. Sie wissen. Ở đây chúng ta cần phải lưu ý ở ngôi thứ nhất số ít, ngôi thứ hai số ít và ngôi thứ ba số ít. Đó là ich weiß. Du weißt. Er, sie, es weiß. Ich và er, sie, es chia như nhau. Và du thì là các bạn để ý là không có đuôi st mà chỉ có đuôi t thôi, tại vì ở trước đó là asset. Ok, bài học của chúng ta đây là kết thúc. Vielen Dank fürs Zuschauen. Rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi và tschüss, bis zum nächsten Mal.